cưới đẹp lung linh, nhưng soi kỹ mới thấy chi tiết bất thường của Trấn Thành và Harry Won. Sự khác biệt đáng kể khi so sánh hình đã qua chỉnh sửa và ảnh ngoài đời của Trấn Thành và Harry Won. Đều không phải là những thanh niên nghiêm túc, nên bộ ảnh cưới của cặp vợ chồng Son, Trấn Thành, Harry cũng mang một màu sắc tươi mới đặc biệt. Cả hai đã cùng ekip tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào dưới cái lạnh 3 độ C nhân chuyến lưu diễn ở châu Âu vào tháng 10 vừa qua. Được biết, nhờ một vài mối quan hệ đặc biệt từ phía nam MC Trấn Thành, Harry Won đã may mắn trở thành cặp đôi người Việt đầu tiên được phép chụp hình cưới tại Hotel The Ville de Paris, một địa danh nổi tiếng tại Pháp, là nơi thường xuyên đón tiếp các nguyên thủ quốc gia. Một số địa điểm khác cũng xuất hiện trong bộ hình là cây cầu, thác Eiffel và bảo tàng. Lung linh là thế, nhưng những người tinh mắt không thể không nhận ra là một chi tiết bất thường trong loạt ảnh này. Đó chính là việc chiều cao của hai nhân vật chính bỗng chốc trở nên vô cùng ấn tượng. Rõ ràng cô dâu và chú rể đã phải nhờ vả tới công nghệ chỉnh sửa để có được vóc dáng hoàn hảo, tương xứng với sự nguy nga, tráng lệ của bối cảnh xung quanh. Vóc dáng cao ráo hơn mức bình thường của Harry và Trấn Thành trong bộ ảnh cưới. Sự khác biệt đáng kể khi so sánh ảnh đã qua chỉnh sửa và ảnh ngoài đời. Thêm một khoảnh khắc sánh đôi dưới tháp Eiffel được Trấn Thành khoe trên fanpage cách đây ít lâu. Anh viết, Paris có gì đẹp không em? Và nhận được lời đáp trả ngắn gọn của Harry ngay phía dưới, em. Cũng chính vì yếu tố chiều cao nên trong lễ cưới diễn ra vào tối 25 tháng 12, chú rể Trấn Thành đã phải diện một đôi giày nữ cao gần 10cm để ăn gian ngoại hình của mình. Harry Won phải kiễng chân lên để ôm hôn chú rể của mình.